Chào mừng tất cả em Long Thủ đã đến với kênh Cộng đồng Cầu Lông Việt Nam. Và bây giờ sẽ là series Bản tin Cầu Lông tập số 2. Thì tuần vừa rồi chúng ta cũng đã trải qua một cái giải đấu gì anh ha? Olympic Paris 2024. Và video hôm nay mình sẽ điểm những thông tin về hậu Olympic. Có những cái thông tin cực kỳ chấn động các hữu nhà. Và bên đó cũng có một số cái thông tin gọi là hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều cái sự hấp dẫn ở đây. Thế sao nữa? Bắt đầu thôi. Đầu tiên cũng là cái vụ drama nhất, đó chính là An Se-yeon lùm xùm với Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì á, Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc á, là xem nhẹ cái chấn thương ở đầu gối của An Se-yeon. Các bạn thấy là từ cái giải vô địch châu Á cho tới tận Olympic Paris 2024 thì lúc nào An Se-yeon cũng băng cái gối của mình nhìn rất là ghê. Nhìn nó khủng khiếp lắm, nhìn băng gối mà nhìn mình sợ thực sự luôn á. Mà mình nghĩ lúc nào mà thi đấu lỡ nó bị chấn thương cái nữa là sự nghiệp thi đấu của An Se-yeon là tắt luôn. Nhưng mà An Se-yeon vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó và vươn lên đạt được những cái thành tích nổi bật, được minh chứng qua cái chiếc huy chương vàng Olympic ở nội dung đơn nữ đánh thật sự rất là xuất sắc. Nhưng có một thông tin thú vị là trước khi Olympic Paris 2024 diễn ra thì An Se-yeon có ý định là cô ta sẽ không tham gia cái kỳ Olympic được này. Do là cô ta đã xét nghiệm, đã kiểm tra cái chấn thương của mình và nó nghiêm trọng hơn so với Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc đưa đến. Đó, cái drama nằm ở khúc đó đó. Cảm giác bị lừa dối các bạn. Bởi vì An Se-yeon là hiện tại là đơn nữ số 1 thế giới rồi. Và để Hàn kiếm ra được một cái vận động viên thi đấu đơn nữ xuất sắc nghĩa là cực kỳ khó luôn. Tại vì Hàn là nói tiếng về đôi thôi. Đó, thì An Se-yeon là thi đấu nè, đạt được những thành tích tốt, là cống hiến hết mình cho đội tuyển cầu lông Hàn Quốc. Nhưng khi bị dính cái chấn thương ở cái đầu gối á, thì Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc cho đi kiểm tra. Và mọi cái thông tin về xét nghiệm kiểm tra thì nói cái vết thương này nó bình thường và cô vẫn có thể tiếp tục tập luyện và thi đấu được, nó sẽ dần hồi phục. Nhưng khi mà cá nhân An Se-yeon đi kiểm tra thì cái vết thương này nó nghiêm trọng hơn so với Liên đoàn đưa ra. Là mình thấy là ở đây là có một cái sự lừa dối rất là lớn và An Se-yeon bị tổn thương. Đúng rồi. Thì sau đó là cô cũng là muốn là để chữa trị cho cái đầu gối của mình và không tham gia kỳ Olympic này luôn. Nhưng mà Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc đã làm công tác tư tưởng và An Se-yeon cũng là hạt giống số 1 của giải. Nên là cô vẫn quyết tâm thi đấu tại Olympic Paris 2024 và đã đạt được cho mình chiếc huy chương vàng. Thật sự là rất là xuất sắc, rất là năng lực luôn các bạn. Đáng khâm phục. Nhưng mà sau khi mà Olympic diễn ra ở đây thì các bạn thấy là An Se-yeon có đăng một cái tấm poster là đã mặc áo của Nike, của Nike. Thì mình nghĩ là khả năng rất cao là An Se-yeon sẽ lùm xùm với bên đội tuyển Hàn Quốc và rời đội tuyển cầu lông Hàn Quốc rồi. Bởi vì đội tuyển cầu lông Hàn Quốc á, là được UNET tài trợ. Là các bạn phải sử dụng dụng cụ là về vợt, giày, rồi áo quần là của UNET hết. Đúng rồi, mà An Se-yeon đã chuyển qua là quần áo của Nike. Là chắc chắn khả năng rất cao là mình nghĩ là sẽ rời liên đoàn. Thì cái thông tin này ở đây bạn nào mà biết chính xác hơn thì có thể góp ý thêm cho chúng mình. Và có mở ra thêm một cái cánh cửa mới là Nike đã bước chân vào cầu lông. Trước nay chưa có mà giờ là đã dấn thân bước chân vào cầu lông nha. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai thương hiệu về thể thao lớn là Adidas và Nike. Adidas đã có những cái sản phẩm liên quan cầu lông như là giày này và vợt này, đặc biệt rất nổi tiếng dòng Watch. Thì không biết là sắp tới Nike chúng ta sẽ có giày cầu lông Nike và vợt cầu lông Nike nữa. Cũng hứa hẹn đây các bạn, hứa hẹn đây. Rồi Nike ơi, Nike đến rồi đấy. Bên cạnh đó còn có những thông tin hậu Olympic cũng khá là thú vị. Đó là các vận động viên chắc chắn sẽ giải nghệ. Thì trước tiên đi là huy chương vàng đôi nam Li Yang sẽ giải nghệ sau Olympic này. Tính ra không mà cũng mãn nguyện rồi. Bởi vì hai cái chức huy chương vàng liên tục mà đôi nam luôn, đẳng cấp. Mạnh mẽ đẳng cấp, đúng rồi, rồi giải nghệ đúng không? Vậy là còn anh Quang Chi Linh đánh cặp chung, anh đặt cầu mạnh sao? Anh Quang Chi Linh vẫn tiếp tục thi đấu và tìm cho mình một tay vợt trẻ khác để phối hợp chứ không có giải nghệ như là Li Yang. Ok, rồi. Và thứ hai là nữ hoàng cầu lông thế giới Tai Du Jin sau giải Olympic này chắc chắn cũng sẽ giải nghệ luôn. Đó là những thông tin mà thật sự buồn. Bây giờ chúng ta sẽ không được xem những cái trích shot của cô trên sân nữa. Chỉ có thể xem lại qua những cái replay thôi. Ok, buồn hợp quá. Hợp lý. Và thứ ba cũng là một tay vợt nữ nữa, đó là trong nội dung đôi nam nữ đánh cặp với lại Sesun Jay là Chae Yu Jung cũng sẽ giải nghệ sau giải đấu này. Bởi vì cô ấy cũng 30 tuổi rồi, cũng phải về gọi là yên bề gia thất, đúng không anh? Ok. Và cuối cùng cũng là cặp đôi Chen Jing Chen và Chia Ji Fan, đôi huy chương vàng Olympic đơn nữ vừa rồi đúng không? Mà đôi đó như thế nào?
đối không giải ghê mà đối tách ra thôi. À, tách ra thi đấu riêng đúng không? Dạ, tách ra thì mỗi người sẽ có cặp với những cái vận động viên khác ít nhất là đến qua hết tháng 9 để tham dự những cái giải thế này. Thì em nghĩ đây là cái chiến lược của ban huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc là để đào tạo những cái lứa trẻ lên. Cũng giống như cặp đôi này cũng sinh năm 97. Thì theo cái góc nhìn của anh nha, nếu mà hai cái vận động viên đánh chung á, họ đạt được Olympic rồi thì họ kiểu như là đạt tới cái đỉnh, cái ngưỡng cao rồi. Hay là khi mà ban huấn luyện muốn tách họ ra để họ kết hợp với một cái tay vật mới, thứ nhất là trẻ để đưa những cái tài năng đó đi lên, và thứ hai là họ có thêm một cái lửa, họ có thêm một cái lửa mới để đánh. Như là em thấy là tay vợt Huân Đông Minh á cũng kết hợp với một cái anh trẻ mới cao và đánh rất là thành công đó. Thì ra là như vậy, có lý do cả đấy. Và thêm một thông tin liên quan cũng hơi méo méo với Olympic, đó là về bảng xếp hạng của đội thế giới. Thì em biết là cái giải Olympic này là giải có nhiều điểm nhất. Vì tại sao của chúng ta đạt Á quân thôi, từ hạng 8 bay thẳng lên hạng 4 luôn. Nhưng mà tại sao đại đế ASEAN của em top 1 mà không lên được top 1? À, đại đế ASEAN, ý của tôi là đại đế ASEAN vô địch mà tại sao không lên được top 1 và vẫn top 2 trước Siêu Chi đúng không? Bởi vì á, đại đế Victor ASEAN là đương kim vô địch Olympic Tokyo 2020. Và tới Olympic Paris 2024 anh ta tiếp tục một lần nữa là vô địch. Nên là thành ra là cái số điểm 14.000 mấy á, nó vẫn là giữ nguyên. Chứ không thay đổi. Là không có được cộng thêm. Đúng rồi, giữ nguyên. Thay thế, cái đó gọi là thay thế điểm. Cái đó là thay thế điểm thì các bạn có thể xem lại cái cách tính điểm bảng xếp hạng anh Thảo và mình có làm chia sẻ rồi. Còn CUG thì cũng được một ít điểm thôi, bởi vì CUG là thua ở tứ kết rồi. Nhưng mà CUG là vẫn có điểm bởi vì là Olympic 2020 là CUG không có tham gia. Và thêm nữa một vài thông tin liên quan đến cái đội tuyển Việt Nam, đó chính là Nguyễn Thị Linh. Là chị Nguyễn Thị Linh cũng được tăng thêm 2 bậc nữa luôn ở trên bảng xếp hạng. Là bây giờ xếp hạng là 24 thế giới đó. 24 thế giới. Và thêm nữa là vận động viên đơn nam của chúng ta là Đức Phát cũng được tăng 6 bậc. Là lên bao nhiêu ta? Lên hạng 64 thế giới. Chúng ta sẽ chờ một ngày nào đó lấy Đức Phát lên top 10 đó, đạt được những cái thành tựu như anh Nguyễn Tấn Minh ha. Rất mong chờ. Và đấy là những thông tin xoay quanh hậu Olympic. Còn bây giờ là những thông tin gọi là bên lề cực kỳ thú vị. Đó, trước tiên á là sắp tới Việt Nam chúng ta có một giải đấu siêu lớn luôn, đó là giải Yến Phương. Việt Nam Open. Chính xác, Việt Nam Open 2024. Anh nhớ như in là được tổ chức vào tháng 9. Đúng rồi, nhưng mà lần này là tổ chức ở đâu anh? Nhảy đá Nguyễn Du, từ xưa giờ vẫn vậy mà. Ở thành phố Hồ Chí Minh, cực kỳ thích luôn, tại vì tụi mình đi xem nó gần. Tụi mình được phép đi xem, chứ tổ chức ở miền Bắc thì bay máy bay ra đồ này nọ với ảnh hưởng công việc thì mình không đi được. Mà có cái giải được cái giải Việt Nam Open tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh nên là thích. Nói chung là sẽ xem cháy phố luôn và quay lại những cái video hay. Mong là đợt này là Nguyễn Thị Linh sẽ tiếp tục vô địch một lần nữa. Nếu mà lần này vô địch nữa là lập được hat-trick á, 3 năm liên tục á. 3 năm liên tục. Đẳng cấp luôn, hứa hẹn mong chờ nha. Ôi mà diễn ra từ ngày mấy Túc? Sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 nha. Ok. Hẹn các bạn ở đấy đấy. Các bạn sẽ gặp thấy anh Phương là cứ quay này. Hy vọng năm nay anh Phương không bị đuổi ha. Năm trước bị liên đoàn BRF đuổi tại vì không có cho quay hình và phát lại các bạn bởi vì bản quyền á. Nhưng mà năm nay mình sẽ lắp ló nhiều hơn tí. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, đó là sự ra mắt của mẫu giày mới từ nhà Taro. Taro 024-1 và Taro 024-2. Đấy, trên bảng luôn này. Thì có tổng cộng tới mỗi bản gạch 1 và gạch 2 nó có 3 phiên bản màu khác nhau. Thì bản gạch 1 là nó thiên về cái sự nhẹ nhàng, linh hoạt, có lưới thoáng khí. Đó, dành cho những cái bạn yêu thích cái sự mà kiểu như lên chân chúng ta mang là nó di chuyển nó rất là linh hoạt. Đó, còn cái mẫu 024-2 thì nó là một cái thiết kế là foam cứng, đây, cứng cáp, và khi mà mang vào thì nó sẽ rất là chắc chân. Và đặc biệt giá của em nó chỉ bao nhiêu Phương nhỉ? Dưới 500k các bạn nha. Mua 500k được thói lại ngàn luôn. Gia bu chinh chính. Và nếu mà nói về cái đôi giày này thì mình thấy là một cái đôi giày quá hoàn thiện mà giá chỉ có 499 thôi. Nè, để no marking rồi hexa rip sole bám sân tốt nè. Và chính giữa có một cái lớp nhựa cứng nè. Để tăng được cường được cái độ cứng của cái đôi giày chúng ta di chuyển thì nó sẽ hạn chế tối đa cái sự lật của chân. Bên trong của chúng ta cũng là có một cái lớp riêng luôn. Để riêng luôn. Lớp quay lại đúng rồi, lớp lót gì riêng. Đây. Rất là êm. Đúng rồi, lỡ khi mà các bạn chúng ta sử dụng thường lót giày như thế này, các bạn sử dụng trong mà bạn nào mà đánh nhiều á, tầm 3 đến 4 tháng là sẽ bị lủng. Thì cái lót giày nó riêng như thế này thì các bạn có thể thay luôn. Thì nó rất là ok la nha. Một cái mẫu giày giá dưới 500k mà về thiết kế mẫu mã mình thấy là rất chi là hoàn chỉnh luôn. Và cái độ hoàn thiện các bạn, độ hoàn thiện nó rất là cao, đường kim mũi chỉ sắc lép các kiểu ấy.
Và đấy là tất cả những thông tin có trong bản tin cầu lông tập số 2. Và nếu các bạn thấy video này hay, bổ ích, có những cái thông tin gọi là thú vị thì các bạn hãy để lại cho Lê Trọng Tú cùng với anh Sĩ Phương cùng với team của VNB một like và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video này đến cho những người bạn của mình nhé. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Xin chào và hẹn gặp lại ạ.